chấn động tam cung, Misko Smo hủy bán kết thay bằng Jury Session, chung kết đổi luôn địa điểm tổ chức, dân tình nghi vấn do vụ sập sân khấu, một người bị thương khiến công an vào điều tra. Trưa nay Misko Smo đã thông báo tin tức chấn động khiến fan sắc đẹp Việt Nam té ngửa. Đêm bán kết Misko Smo 2024 sẽ không diễn ra ở nhà thi đấu Phú Thọ, với sân khấu hoành tráng nhất lịch sử Hoàn Vũ như dân tình đồn đại. Thay vào đó sẽ được tổ chức tại trung tâm hội nghị White Palace. Thời gian vào ngày 3 tháng 10 năm 2024, những ai đã mua vé bán kết Misko Smo 2024 sẽ được đổi lại vé qua sự kiện Jury Session. Hơn nữa, CEO Trần Việt Bảo Hoàng cũng xác nhận trên cá nhân rằng đêm chung kết Misko Smo 2024 cũng sẽ được đổi địa điểm. Thông tin trên cũng khiến dân tình xỉu lên xỉu xuống, chỉ còn 4 ngày nữa là đến chung kết Misko Smo 2024, dân tình lo lắng không biết làm sao trong 4 ngày mà Uni nó thể xoay chuyển tình thế để thay đổi địa điểm tổ chức và dựng sân khấu mới. Dân tình đang bàn tán suy đoán vì đâu mà đến phút 90, Uni lại khiến dân tình ngã ngửa như vậy. Nhiều người cho rằng chính là vì đơn vị thi công sân khấu mà Uni hợp tác đã không cẩn thận làm sập sân khấu trong quá trình thi công. Vụ sập sân khấu khiến một nhân viên bị thương. Vụ việc đã khiến chính quyền vào cuộc, công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc trên. Công an vào cuộc điều tra tại sân vận động Phú Thọ khiến việc thi công sân khấu đã bị dừng lại. Vậy là sân khấu tham vọng nhất, hoành tráng nhất lịch sử Hoàn Vũ sắp có nguy cơ tan thành mây khói khi chỉ còn 4 ngày nữa là tới chung kết. Trước đó CEO Bảo Hoàng tiết lộ công ty đã đầu tư cực lớn cho sân khấu lần này. Dân tình đã vô cùng phấn khích khi thấy được những hình ảnh đầu tiên của sân khấu Misko Smo. Tuy sân khấu chưa được hoàn thiện, nhưng dân tình lại cực phấn khích trước kích thước cực lớn sân khấu. Người xem dễ dàng thấy được sân khấu kéo dài quá nửa phần sàn của sân vận động Phú Thọ. Sân khấu có vẻ không chia nhiều phần và phần đường đi dài như Miss Universe Việt Nam 2024, mà là một khối sân khấu cực lớn. Phần khung sắt cực lớn khiến dân tình đồn đoán sẽ là một sân khấu cực kỳ hoành tráng. CEO Bảo Hoàng cũng chia sẻ đây sẽ là một sân khấu lịch sử và tham vọng nhất trong lịch sử của Unimedia, với diện tích sàn sân khấu chiếm nửa mặt sàn nhà thi đấu Phú Thọ, đảm bảo tầm nhìn tối ưu cho tất cả các hạng ghế. Nam CEO cũng chia sẻ thêm hành trình cho đến thời điểm này, mang theo nhiều nỗ lực và tâm huyết của cả team và các đối tác, tất cả đều quyết tâm cùng làm nên một chương trình tự hào cho mùa đầu tiên của một thương hiệu Việt. Dù chưa biết có đáp ứng được kỳ vọng của mọi người hay không, chỉ biết sẽ cố gắng hết mức có thể. Không chỉ sân khấu, CEO Bảo Hoàng còn chia sẻ một đoạn ngắn trong bài nhạc nền của Misko Smo năm nay. Đoạn nhạc có phần cao trào cực cuốn hứa hẹn sẽ khuấy động sân khấu Misko Smo năm nay. Chưa kể, theo nhiều tin đồn, Unimedia đã mua bản quyền một bản hit tỷ view của làng nhạc US UK để mang về đêm chung kết Misko Smo làm nhạc trình diễn sim suýt. Nếu tin đồn này là thật, thì mùa đầu tiên của Misko Smo sẽ là một mùa thi không thể bùng nổ hơn. Suốt nửa chặng hành trình đã qua, Unimedia đã ghi dấu ấn với khán giả trong nước và quốc tế bằng chất lượng tổ chức, mức độ đầu tư cho từng hoạt động, không chỉ vì mức độ đầu tư khủng, mà còn vì sự tinh tế của Unimedia. Mỗi thí sinh của Misko Smo đều được ban tổ tổ chức cho riêng một bộ áo dài, trên mỗi bộ áo dài đều có một biểu tượng đặc trưng cho mỗi quốc gia. Như đại diện Cambodia là hình ảnh Angkor Wat, hay đại diện Việt Nam và hình ảnh non nước ở Ninh Bình, quê của Xuân Hạnh. Được biết mỗi biểu tượng trên từng chiếc áo dài đều được các nghệ nhân vẽ tay hoàn toàn. Hy vọng những tâm huyết suốt quãng thời gian qua của Unimedia sẽ không đổ sông đổ biển, vì sự cố sân khấu chung kết.